đó là sử dụng kết hợp hai sản phẩm Novotan Ultra và Novotan Soft Cap trong bao lâu và dùng như thế nào ạ? Xin mời dược sĩ Hoàng Anh trả lời câu hỏi này cho các anh chị nhà thuốc. Em xin được trả lời câu hỏi này. Thì đúng như những gì mà anh Huy đã chia sẻ với chúng ta đấy ạ, đó là sản phẩm Novotan Ultra thì chúng ta có thể sử dụng thường xuyên và có thể sử dụng khi mà đôi mắt của chúng ta cần thiết, cần bổ sung cái dòng về nước mắt nhân tạo. Còn đối với cái sản phẩm Novotan dạng viên là Novotan Soft Cap thì đây là một sản phẩm mà bên chúng em kết hợp rất là nhiều thành phần, đặc biệt là những cái thành phần mà bổ sung dinh dưỡng dành cho đôi mắt, nên là anh chị có thể bổ sung định kỳ trong năm, chia ra thành nhiều đợt. Ví dụ như là em thấy có rất nhiều những anh chị nhà thuốc đã sử dụng sản phẩm của Novofarm và mọi người sẽ tư vấn sản phẩm để sử dụng cho bệnh nhân từng đợt trong năm, có thể kéo dài từ 1 cho đến 2 tháng khi mà cái bệnh lý của bệnh nhân nó đáp ứng và bệnh nhân cảm thấy dễ chịu hơn về đôi mắt của mình. Đối với sản phẩm, hai sản phẩm này thì đều có thể sử dụng kết hợp được với nhau, kết hợp giữa Novotan dạng lọ để chúng ta có thể nhỏ mắt, còn Novotan dạng viên uống thì chúng ta có thể bổ sung dinh dưỡng dành cho đôi mắt để giúp cho đôi mắt khỏe từ bên trong. Thì đây là cái sự kết hợp rất là tốt dành cho cả người lớn và cả trẻ em đều có thể sử dụng được, đặc biệt là có thể sử dụng kết hợp song song đều có thể được ạ. Vâng, thì em xin trả lời câu hỏi như vậy. Em cảm ơn chị. Novotan Ultra, nước mắt nhân tạo công nghệ VFS Mỹ, giúp dưỡng ẩm, giảm khô, giảm mỏi mắt.